Mình được Thực Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trần, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh, Thạch Lựu Mộc, ngày Tân Dậu tức Can Chi Tương Đồng thuộc Kim và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Thạch Lựu Mộc, Kỵ Tuổi, Ất Mão, Kỵ Mão, ngày thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mão, Kỵ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Quan Nhật tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Tiểu Hồng Sa, xấu mọi việc, sao Thổ Phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Và ngày hôm nay là ngày trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hầu Hình, xấu mọi việc, sao Nguyệt Kiến chuyển sát, sáu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có điểm báo có thể sẽ vấp phải nhiều trở ngại trong công việc. Với bạn tuổi Tý bởi quá chủ quan cho nên bạn để cho những kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho mình gặp họa. Và lúc này với bạn tuổi Tý nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc thay vì nổi nóng sẽ tốt hơn nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày của thiên tài nhập cục, bù lại cho vận trình của bạn là tài lộc có được sự tươi tắn với những khoản thu bất ngờ từ ngành nghề kinh doanh hay là các ngành nghề tay trái. Và sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng với bạn tuổi Tý đã nhận được phần thưởng xứng đáng, biết mình đang đi đúng đường, đúng hướng nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, điều này cũng sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn cũng nhờ thế mà có được sự khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ với bạn tuổi Tý đi đâu cũng có được người thầm yêu kẻ mến.
Về câu quý tử bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim vấp phải nhiều trắc trở, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy đề phòng tiểu nhân giở trò phá hoại, lợi dụng sơ hở. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên kiên nhẫn hơn, thay vì nội nóng sẽ phá hủy mọi thứ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, vận trình tài lộc được tươi sáng, kinh doanh thu về nhiều thắng lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, con đường tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày có được thái độ tích cực trong việc vun vén hạnh phúc của mình. Và thay vì ganh tuông, hờn dỗi, với bạn tuổi Sửu chọn cách làm cho bản thân mình trở nên thu hút, vui vẻ, yêu đời và có được sở thích riêng để theo đuổi đam mê nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu khá nhiều điều muốn thực hiện nhưng vì hoàn cảnh không được như ý muốn do tỷ kim chiếu mệnh đưa tới cho nên bạn tuổi Sửu phải chấp nhận hoàn cảnh. Và nếu như bạn tuổi Sửu gặp phải khó khăn với mong muốn này thì bạn hãy dành thời gian cho một buổi tối ở bên gia đình của mình, ít nhất thì điều đó cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sức khỏe của bạn cơ bản được đảm bảo khi bạn có được những biện pháp phòng ngừa thích hợp. Bạn cũng để ý hơn tới đồ ăn uống, thức ăn hàng ngày, cùng với việc sắp xếp lại lịch thời gian để đi ngủ, nghỉ phù hợp nhằm tăng cường hệ miễn dịch cho mình nữa rồi. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dành nhiều thời gian hơn cho những người mà mình yêu thương. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy tránh có những quyết định quá vội vàng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn mới là quý nhân của cuộc đời mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cần phải học cách lắng nghe, tránh vội vàng phán xét. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm êm ấm, hạnh phúc đong đầy. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ nâng đỡ cho vận trình của bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ một cách xuất sắc, được cấp trên ghi nhận về năng lực của bản thân. Và ngày này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, có được một ngày buôn may, bán đắt khá là thuận lợi, không phải còn lo lắng như trước nữa. Với bạn tuổi Dần trong ngày này, để tận dụng và phát huy tốt cơ may của mình, bạn cũng nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm. Họ sẽ cho bạn có những lời khuyên bổ ích giúp cho bạn rút ngắn con đường đi tới thành công nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, con đường tình duyên của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia. Và một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không có gì có thể làm cho nó được xoa dịu. Và nếu như cứ giữ mãi những suy nghĩ ích kỷ với bạn và người ấy, có thể sẽ đánh mất nhau vì những lý do chẳng đáng chút nào nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, được cấp trên ghi nhận. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, người làm kinh doanh, buôn bán có được một ngày thuận lợi, không còn lo lắng nhiều. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, con đường tình duyên kém suôn sẻ do cái tôi của cả hai quá cao. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm có thể đổ vỡ nếu như cứ giữ mãi những suy nghĩ ích kỷ.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 70, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn cần phải kiểm soát cái tôi của mình, bởi bạn rất dễ cáu giận với người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý của bạn. Với bạn tuổi Mão, bạn hãy đối xử với người khác nhẹ nhàng hơn, chứ đừng có xấu tính như thế sẽ khiến cho họ dần xa lánh bạn nữa. Và trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có những chuyện khiến cho bạn dễ bực mình. Và với bạn tuổi Mão, bạn đừng có lãng phí thời gian cho những kẻ luôn luôn cho rằng mình biết hết cả tất cả mọi thứ. Bạn hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi nữa, bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhanh nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này, với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Điều này cho thấy với bạn có thể sẽ gặp phải những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc, và có thể chính sự lãng phí hoặc là cả tin khiến cho bạn mất đi một khoản tiền cho những việc không xứng đáng. Bây giờ việc kiếm tiền ngày một khó khăn hơn, cho nên với bạn tuổi Mão cần phải cân nhắc lại, cân đối lại việc chi tiêu sẽ tốt hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hãy tự tìm cách cứu lấy bản thân mình trước cái đã. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hoàn cảnh chỉ đóng góp nhỏ trong khó khăn hiện tại của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy thực sự hành động, bạn không thể ngồi chờ đợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bạn suy nghĩ khó khăn thì nó sẽ khó khăn hơn mà thôi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, muốn thực hiện điều gì đó bạn hãy tiến hành nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 61, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân Dậu Thìn tương trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn hóa giải được một số những căng thẳng, hiểu lầm xảy ra trong ngày hôm nay. Và hơn nữa, với bạn tuổi Thìn cũng sẽ nhận được sự cảm thông cho những sai sót, lỡ lời của mình. Nhờ vậy mà dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, với bạn tuổi Thìn cũng đừng có buồn lòng nhé. Và trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có những cuộc tranh cãi, biện luận trong những cuộc thảo luận, bởi vì mọi người có một ý kiến riêng và luôn muốn bảo vệ nó. Nhưng với bạn tuổi Thìn, bạn nên giữ nguyên tắc là không nên tỏ ra thái độ trịnh thượng, hãy khiêm tốn và tôn trọng mọi người sẽ tốt nhé. Và trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy với bạn có thể sẽ được hỗ trợ để cải thiện về chuyện tiền bạc trong ngày. Và dù là một khoản tiền nhỏ thôi, nhưng khi cầm tiền, bạn cần phải xem xét lại việc chi tiêu sao cho hợp lý, chớ có tìm cách tiêu xài hết số tiền lúc nào rồi rơi vào trạng thái khó khăn như lúc đầu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gia đạo êm ấm, các thành viên có được sự gắn kết với nhau. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hãy tiến lên từng bước một vì bạn chưa có được sự đột phá. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nghi ngờ bản thân mình chỉ khiến cho bạn nhanh nản hơn mà thôi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nếu khó khăn thì nên nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đừng có giải thích nhiều, không ai tin bạn nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 73, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân.
Tử với tuổi Tỵ, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn hàn gắn được chuyện tình cảm với người mà mình yêu thương. Với bạn tuổi Tỵ lại được yêu, được thương như trước, và hơn nữa, lúc này hai người đã đồng lòng và cùng lên kế hoạch để thực hiện những tham vọng của mình trong tương lai nữa rồi. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn chẳng cần phải chứng tỏ mình với bất cứ ai trong ngày hôm nay. Bạn hãy dành thời gian cho việc riêng của mình và bước đi với tốc độ, nhịp điệu mà mình mong muốn. Đừng có để cho bất cứ ai áp đặt lên bạn một guồng quay nào đó nhé. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc quan trọng lúc này là bạn nên tìm cách để xử lý, để chuyện tiền bạc, tiền nong không ảnh hưởng tới cuộc sống, thì bạn cũng cần phải tìm cách để kiểm soát chuyện tiền bạc từ sớm. Khi mua đồ ăn cũng nên lên kế hoạch cho cẩn trọng bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm lứa đôi hạnh phúc, có được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tài lộc có thể thất thoát một khoản không nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy học từ những sai lầm của người khác để rút ra bài học cho mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, quan tâm tới những thay đổi của cơ thể lúc này. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, may mắn vì luôn được người bạn đời ủng hộ và chia sẻ. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 61, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, và đây là cát thần sẽ che chở cho con đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay thêm phần được tươi sáng hơn. Với những khó khăn khúc mắc trước đó đã cạn lối bản mệnh, nay đều được bạn xử lý một cách êm xuôi gọn gàng. Và có thể nói, với bạn tuổi Ngọ đã tìm được cơ hội để chuyển mình trong những lúc khó khăn, nguy cấp nhất. Với bạn tuổi Ngọ, nếu có thể, bạn hãy cố gắng kiên trì và nỗ lực hơn, bạn sẽ tìm thấy được lối đi riêng cho mình nữa nhé. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Ngọ, niềm hứng khởi đang ở mức cao, cho nên với bạn luôn muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết của mình cho những mục tiêu mới trong thời điểm này. Với sự tích hợp niềm đam mê và sự nghiệp chính là bước cơ bản để cho bạn gặt hái được những thành công mà mình đã trông đợi từ bấy lâu nay. Trái ngược với sự suôn sẻ trong vận trình sự nghiệp của mình, thì với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ gây ra không ít những khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi. Và đôi khi những chuyện nhỏ nhặt có thể sẽ châm ngòi vào những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy. Và nếu như bạn tuổi Ngọ thiếu đi sự kiểm soát về cảm xúc của mình, thì bạn có thể để cho những lời nói gây tổn hại tới tình yêu của mình nữa đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tìm ra biện pháp xử lý vấn đề đang còn tồn đọng trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tìm được cơ hội chuyển mình trong các tình huống nguy cấp. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, dồn sự sáng tạo và nhiệt huyết cho mục tiêu mới. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, làm việc bằng đam mê dễ gặt hái được những thành công hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi có nhiều khúc mắc, thiếu kiểm soát về cảm xúc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mùi, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ ngăn trở một số việc mà bạn tuổi Mùi muốn tiến hành trong ngày hôm nay. Thế nhưng, đó cũng chính là cơ hội để cho bạn có những bước đi chậm lại
vội vàng cũng không khiến cho tình hình khá hơn mà còn thậm chí dễ hỏng việc nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có kim thổ tương sinh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được niềm tin trong chuyện tình cảm. Đối với những người đang còn độc thân, khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, trong ngày này, một số cặp đôi sẽ tìm được sở thích chung để cho hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày nữa nhé. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này, thiêu hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở phía thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân khá là hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hiệu suất được đảm bảo. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tài khí dồi dào, sung túc, thu về lợi nhuận đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải dành thời gian để quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vận trình vượng tình duyên, các mối quan hệ được tốt đẹp. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày rất có thể sẽ có một nhân vật thú vị nào đó sẽ thu hút sự chú ý của bạn và khiến cho bạn không thể nào rời mắt khỏi họ. Và dường như cả hai đang có chung ý tưởng và cả những mục tiêu, vậy thì với bạn tuổi Thân đừng có bỏ lỡ mối quan hệ này nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, đòi hỏi bạn cần phải tỉnh táo, ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh cũng cho thấy với bạn dễ bị xúi giục làm hỏng việc, đồng thời bạn cũng có sự kiên định trước những người luôn luôn cố gắng kèo níu tham gia vào những việc mà bạn biết rằng sẽ không có lợi cho mình và sau này. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này nhắc nhở bạn không nên chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân mình. Và dù yếu tố chủ quan hay là khách quan thì bạn cũng nên tìm cách để nghỉ ngơi, không nên tham gia vào những việc không liên quan tới mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đừng có mong đợi vào một điều kỳ diệu xảy ra. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, bạn đang lãng phí thời gian quý giá của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khá là hài hòa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải sớm sốc lại tinh thần để kịp thời xử lý vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cần phải hết sức lưu ý tới sự xuất hiện của tiểu nhân. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 60, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình, và đây chính là nguyên nhân gây ra những suy nghĩ tiêu cực hiếu thắng trong đầu của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo cách của mình mà không màn tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng và nổi khùng lên mọi khi có bất đồng ý kiến xảy ra nữa. Vì thế, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, mối quan hệ của bạn với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh không được êm xuôi cho lắm. Vô tình nghe phải một lời đả kích
đã lập tức phản kháng với thái độ gay gắt. Thái độ này chẳng những gây cản trở về sự hợp tác trong công việc của bạn mà còn khiến cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn trở nên nặng nề, lúc nào cũng cảm thấy bức bối nữa. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bát tử Dậu lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh dẫn đường xuôi lối cho bạn, cho nên với bạn đang có được vận quý nhân giúp sức, có thêm nhiều nguồn thu nhập bất ngờ trong ngày. Bạn mệnh nên thân thiện và cởi mở hơn để có thêm nhiều mối quan hệ, hãy tự tin vào bản thân mình nhiều hơn bạn tử Dậu nhé. Về câu quý cho bạn tử Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy dễ gây hấn với người khác bởi những suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, khăng khăng tự cho mình là đúng, nổi khùng lên khi có những bất đồng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, thái độ gay gắt khiến cho việc hợp tác trở nên khó khăn hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, cuộc sống hàng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề từ những bức bối. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, được quý nhân giúp sức, có thêm nhiều nguồn thu nhập bất ngờ. Về đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ khuyến khích bạn nên tránh tham công tiếc việc mà nên dành thời gian cho người thân của mình trong gia đình. Hỏa cũng đang rất cần sự hỗ trợ của bạn. Với những người ở xa thì nên thường xuyên gọi điện để hỏi han, động viên hỏa nữa bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn đừng nên dành quá nhiều thời gian cho những người thích gây gỗ, mà bạn cần phải cố gắng để ở bên những người mà bạn biết rõ về họ, có thể chia sẻ với bạn nhiều niềm vui, tiếng cười mỗi ngày nữa nhé. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Điều này cũng sẽ hỗ trợ cho những ai đang ốm sẽ nhanh hồi phục hơn. Bạn mệnh tuổi Tuất lúc này đã trở nên lạc quan và quyết tâm chiến thắng mọi bệnh tật. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn lúc này khá là tốt. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chớ để cho lời ăn tiếng nói thiếu suy nghĩ ảnh hưởng tới công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, bận rộn và vất vả cần thiết để cho bạn bớt suy tư. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, gặp phải những khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình trước cái đã. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 40, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày của chính quan tương trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả. Với bạn tuổi Hợi, tinh thần trách nhiệm cao và không để cho mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn mạnh tự động viên mình mỗi khi gặp phải những khó khăn, trở ngại để vươn lên khẳng định mình nữa nhé. Hơn nữa, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, bề ngoài có thể là rất hiền lành, nhưng thực chất với bạn đang có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình. Đó là lý do với bạn luôn cố gắng hết mình để giành được điều mà mình đã đặt ra. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Rất có thể trong ngày hôm nay sẽ có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ dành cho bạn. Tình duyên khi mong đợi chẳng thấy đâu, khi mà chẳng mong đợi thì đột nhiên lại ập đến. Quan chân chi dư nữa mà không nắm lấy hạnh phúc của mình khi nó đã đến ngay trước mặt mình bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này,
Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa có được một ngày làm việc hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn, tự động và vươn mình để vươn lên. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc mong muốn thực hiện tham vọng bằng chính năng lực của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim tình duyên thắm sắc, có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy đừng có bỏ lỡ hạnh phúc khi nó đến ngay trước mặt. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 80, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!